Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, sư ngôn viên Lâm Hùng và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như thường lệ trước khi vào phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ điểm những phần tin chính như sau. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Apple khoe tính năng AI tại hội nghị thường niên. Liên Hiệp Quốc nỗ lực bảo đảm thả 11 nhân viên bị phía quân Houthi bắt giữ ở Yemen. Đội tuyển Anh đến căn cứ đội tuyển Euro năm 2024. Lực lượng cứu nạn Ukraine giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau cuộc tấn công tại Kharkiv. Và sau đây là phần tin chi tiết với sứ ngôn viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày thứ hai đầu tuần ủng hộ đề nghị của Tổng thống Joe Biden về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại dải Gaza, kêu gọi phiến quân Palestine chấp thuận thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng. Hamas hoan nghênh việc thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và cho biết trong một tuyên bố, họ sẵn sàng hợp tác với những nhà hòa giải thực hiện những nguyên tắc của kế hoạch phù hợp với yêu cầu của người dân và lực lượng phản kháng. Nga đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu Liên Hiệp Quốc, trong khi 14 thành viên Hội đồng Bảo an còn lại bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cho kế hoạch ngừng bắn 3 giai đoạn do Hoa Kỳ đưa ra ngày 31 tháng 5 mà ông Biden mô tả là sáng kiến của Israel. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield đã phát biểu trước Hội đồng sau cuộc bỏ phiếu như sau. Hôm nay chúng ta đã bỏ phiếu cho hòa bình. Nghị quyết hoan nghênh đề nghị ngừng bắn mới tuyên bố Israel đã chấp nhận, kêu gọi Hamas đồng ý thúc giục cả hai bên thực hiện đầy đủ những điều khoản của mình mà không chậm trễ và vô điều kiện. Kính thưa quý vị, Apple khoe tính năng AI tại hội nghị thường niên. Apple đã tiết lộ công nghệ AI của mình được gọi là Apple Intelligence vào ngày thứ hai ngày 10 tháng 6. Công nghệ này sẽ được tích hợp trên bộ ứng dụng của mình nhằm mục đích trở thành bộ mặt của AI mang tính sáng tạo cho người tiêu dùng và giành lợi thế so với đối thủ Microsoft. Công ty đã cho biết công nghệ này sẽ hỗ trợ các công cụ mới, bao gồm cả những công cụ có thể tạo văn bản và hình ảnh, đồng thời có khả năng truy xuất và phân tích thông tin trên nhiều ứng dụng của mình. Công ty cũng dự kiến sẽ giới thiệu trợ lý giọng nói Siri được cải tiến và có thể hợp tác với OpenAI, chủ sở hữu ChatGPT tại hội nghị các nhà phát triển hàng năm. Apple bắt đầu sự kiện bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về hệ điều hành mới nhất cho tai nghe thực tế hỗn hợp Vision Pro và iPhone. Họ nói rằng iOS 18, phần mềm hỗ trợ thiết bị hàng đầu của họ, giúp màn hình chính iPhone có thể tùy chỉnh nhiều hơn và bao gồm các phiên bản cải tiến của ứng dụng nội bộ. Apple đã sử dụng AI trong nhiều năm để hỗ trợ các tính năng trên thiết bị của mình, chẳng hạn như khả năng phát hiện và chạm cũng như là té ngã của đồng hồ. Nhưng mà họ vẫn miễn cưỡng giới thiệu cách công nghệ này tăng cường chức năng trong các thiết bị của mình, như Microsoft đã làm với sự hỗ trợ giúp từ việc đặt cược sớm vào OpenAI, thưa quý vị. Liên Hiệp Quốc nỗ lực bảo đảm thả 11 nhân viên bị phiến quân Houthi bắt giữ tại Yemen. Phát ngôn nhân Liên Hiệp Quốc Stephanie Dujarric đã cho biết cơ quan này nỗ lực bảo đảm thả 11 nhân viên đã bị lực lượng Houthi bắt giữ tại Yemen. Thứ Sáu vừa qua, Dujarric đã nói Liên Hiệp Quốc rất lo lắng về những diễn biến này và yêu cầu người Houthi phải làm rõ lý do tại sao nhân viên Yemen bị giam giữ. Hai phụ nữ và 9 người đàn ông làm việc cho 5 cơ quan khác nhau của Liên Hiệp Quốc và đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Yemen. Trong một loạt cuộc đột kích, sĩ quan tình báo Houthi có vũ trang đã bắt giữ ít nhất là 9 nhân viên Liên Hiệp Quốc, 3 nhân viên của nhóm ủng hộ Dân chủ Viện Dân chủ Quốc gia NDI do Hoa Kỳ tài trợ và 3 nhân viên của một nhóm nhân quyền địa phương. 3 giới chức của Yemen đã được quốc tế công nhận.
Chính phủ nói với Reuters, những sĩ quan tình báo của Houthis, lực lượng kiểm soát thủ đô Sana và phần lớn miền Bắc nước này đã đột kích vào nhà và văn phòng của những người này, tịch thu điện thoại và máy tính. Chính phủ được quốc tế công nhận kiểm soát hầu hết những vùng phía nam Yemen. NDI đã không trả lời những bình luận này và phát ngôn nhân của Houthis cũng từ chối trả lời ngay lập tức. Quay sang phần tin thể thao thế giới, thưa quý vị, đội tuyển Anh đến căn cứ đội tuyển Euro năm 2024. Gareth Southgate và đội tuyển Anh của ông ấy đã đến trụ sở của đội tuyển Euro vào năm 2024 ở Blankenheim, Đức vào ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 6. 6 ngày trước trận đấu đầu tiên của họ với Serbia, đội hình của Southgate sẽ vượt trội về chất lượng ở Đức và bất kỳ kịch bản nào khác ngoài việc Harry Kane nâng chiếc cúp vào ngày 14 tháng 7 sẽ bị đa số người hâm mộ coi là thành tích kém. Huấn luyện viên trưởng, người đã tiếp quản đội tuyển của Anh vào năm 2016 khi đang ở thời kỳ sa sút, có một dàn diễn viên đáng ghen tị để mà lựa chọn, và trong khi vẫn còn những lo ngại chính đáng về hàng thủ của họ. Đội tuyển của Anh rõ ràng có đủ hỏa lực để mà đi tiếp. Đội trưởng Ken sẽ dẫn đầu sau mùa giải đầu tiên đáng kinh ngạc tại Bayern Munich, nơi dù không giành được danh hiệu nhưng ông ấy đã phá vỡ nhiều kỷ lục ghi bàn hơn. Lực lượng cứu nạn Ukraine giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau cuộc tấn công tại Kharkov. Lực lượng cấp cứu Ukraine đã cứu được một người đàn ông còn sống từ dưới đống đổ nát ở Kharkov sau khi bom của Nga đã đánh trúng 3 địa điểm ở thành phố này vào chiều thứ Hai. Thống đốc Oleg Sinehobov đã nói trên Telegram, lực lượng cấp cứu mất hơn một tiếng đồng hồ mới vớt được người dân. Ông nói thêm 8 người bị thương vì những cuộc đình công gây ra. Đoàn phim đã xác thực từ dịch vụ khẩn cấp cho thấy lực lượng cấp cứu giải thoát người đàn ông bị mắc kẹt dưới đống đổ nát lớn trong một khu dân cư. Thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv và khu vực xung quanh từ lâu đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Nhưng những cuộc tấn công trở nên dữ dội hơn trong thời gian gần đây khi tấn công vào những cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng. Đến đây, chúng tôi kính mời quý vị vẫn giữ ban tần của đài IBC TV để tiếp tục theo dõi những phần tin vừa mới nhận được ở phần 2. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.